Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thì những lời đầu mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong thời gian vừa rồi đã luôn quan tâm và ủng hộ. Những anh chị em nào đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ ấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và cũng như được là theo dõi những cái thông tin mới nhất từ phía mình. Mình sẽ cập nhật tất cả những cái tin mới nhất và nóng nhất để cho mọi người có thể được biết. Thì hôm nay ở video này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một cái thông tin mà chắc hẳn rằng lúc này thì những anh chị em nào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đài Loan thì mọi người cũng đã đều được biết rồi. Thì mình sẽ cập nhật để cho những ai chưa được biết để chúng ta có thể được biết và tránh cái tình trạng là khi đến với Đài Loan thì mọi người sẽ bị tiền mất và tật mang. Không phải mất tiền mà là mất rất là nhiều tiền. Thì hôm nay video này thì liên quan đến cái việc mất tiền thì mình sẽ cập nhật đến cái vấn đề là ăn thịt chó. Vâng, vừa rồi thì phía cảnh sát Đài Loan họ đã vừa bắt một vụ là những người Việt Nam đã trong một buổi tiệc sinh nhật. Trong buổi tiệc sinh nhật đó thì có thịt chó. Và cái kết là nhóm người này bị phạt số tiền lên tới gần 1 tỷ Việt Nam đồng và có thể bị tù lên tới 5 năm. Sau đó thì bị đuổi về nước. Thì như mọi người biết rằng thì chúng ta sống ở đâu thì chúng ta phải âu ở đó. Nếu như ở Đài Việt Nam thì chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì nếu như không vi phạm pháp luật. Thì đến Đài Loan cũng vậy, chúng ta cũng có thể ăn được bất cứ thứ gì nếu như pháp luật họ cho phép. Còn trong những cái vấn đề mà họ không cho phép thì chúng ta tuyệt đối cũng không được ăn. Đơn giản, trong vấn đề này là mình nhắc đến là con chó. Vâng, con chó ở Việt Nam thì nó có thể trước tiên ấy là một cái động vật để chúng ta dùng trong nhà. Hai nữa là chúng ta có thể dùng làm thực phẩm. Bởi vì rất nhiều người thì họ không ăn thịt chó thì họ cũng rất là quý chó. Đấy là ở Việt Nam thì chúng ta vẫn được ăn thịt chó. Nhưng sang đến Đài Loan thì chó là một cái con vật mà được người Đài người ta rất là yêu quý. Mình cũng có thể nói quá lên một tí rằng là ở Đài Loan ấy thì con chó ấy có thể còn được quý hơn cả những cái anh em lang sang bên này để lao động. Bởi vì nếu như chúng ta cùng phạm tội như nhau, cũng đập phá một thứ như nhau, nhưng mà người lao động sẵn sàng bị chửi, bị đuổi về nước, nhưng mà một con chó ấy thì họ lại được quý hơn, nó lại được vỗ về và chỉ nói rất nhẹ nhàng một câu là lần sau không được như thế nữa. Thì mọi người có thể đủ biết rằng là người Đài Loan người ta rất là quý chó. Và ở Đài Loan ấy tuyệt đối là người dân Đài Loan họ không ăn thịt chó. Họ quý chó như con họ nên tuyệt đối là họ không ăn. Những anh chị em nào mới sang Đài Loan thì cũng rất có nhiều câu hỏi nói rằng là tại sao Đài Loan lại nhiều chó hoang như vậy mà không ai thịt hay là không ai nhốt. Đấy là những câu hỏi rất nhiều của những anh em mới sang bởi vì chúng ta chưa cập nhật được. Còn đối với tất cả những người mà chuẩn bị sang Đài Loan thì cũng đã được phía môi giới họ nói trước về cái việc là sang Đài Loan tuyệt đối là chúng ta không nên động vào những cái động vật hoang dã như là chó, mèo, chim, chóc. Bởi vì nếu như mà ăn một miếng thịt chó thôi, chúng ta cũng đã bị phạt đến tới 40 triệu đồng rồi. 40 triệu đồng nếu chúng ta chỉ là ăn. Đối với những cái trường hợp mà trực tiếp xuống tay ấy, thì bị phạt lên tới rất là nhiều tiền. Cụ thể ở trong cái trường hợp này là cặp vợ chồng nhà kia đã bị phạt lên tới, nhóm người đó bị phạt đến tới gần 1 tỷ Việt Nam đồng. Chỉ vì trong cái bữa sinh nhật đó thì đã liên hoan bằng thịt chó. Thì cụ thể cái vấn đề ở cái video này thì mình sẽ cập nhật luôn để cho mọi người được biết liên quan đến cái bữa tiệc sinh nhật phải trả cái giá cực kỳ đắt tại Đài Loan. Là cảnh sát của tỉnh Văn Lâm Đài Loan ấy đã xác nhận chính thức là bắt giữ cặp vợ chồng người Việt Nam khi có hành vi vi phạm pháp luật ở nước sở tại. Cặp vợ chồng người Việt này đã được cho là đã tổ chức sinh nhật cho người chồng của mình. Thì ở trong bữa tiệc đó thì cũng đã có mời thêm một số bạn bè và có dùng tới món thịt chó. Thì Cục Cảnh sát Văn Lâm của tỉnh đại của Đài Loan đã cho biết khi nhận được tin báo từ một người Đài Loan là hàng xóm ở cùng khu báo về cái hành vi ăn thịt chó của gia đình hàng xóm. Và hơn nữa là bà này đã nghi ngờ đó là con chó của bà ta đã bị thất lạc nhiều ngày khi thấy lông của chú chó xuất hiện sau hè của nhà anh Hoàng Sĩ Nam. Cảnh sát tỉnh Văn Lâm đã ập đến gia đình nhà anh Nam và bắt giữ cặp vợ chồng này khi đang tổ chức sinh nhật bằng tiệc thịt chó. Thì sĩ quan cảnh sát đã đến và đến dĩa thức ăn ấy trên và để trên bàn và xác nhận đây là thịt chó, lập tức là bắt giữ 4 người gốc Việt khi vi phạm cái điều luật là giết hại động vật tại Đài Loan. Thì ở Đài Loan ấy, chó là động vật được yêu quý, trung thành và cấm giết thịt dưới mọi hình thức. Theo hai cặp vợ chồng này chia sẻ thì chúng tôi có thói quen ăn thịt chó vì lâu rồi cũng không ăn nên chúng tôi đã bắt trộm chó của nhà bà hàng xóm và thịt cùng một chú chó của anh ta. Vì con chó này nó đang trong cái tình trạng yếu ớt nên là anh ta đã liền lúc là làm thịt luôn cả hai con. Đấy, cảnh sát Văn Lâm đã ập đến gia đình nhà anh Nam và bắt giữ khi và gia đình này đang tổ chức. Thì trong cái bữa tiệc đó thì đã có thịt chó, thì bao gồm có Nguyễn Văn Nam 32 tuổi và Nguyễn Văn Tuyên 27 tuổi. Thì hai trong số 4 người trên bị phạt lên tới số tiền mỗi một người là 400.000 đài tệ mỗi người. Và có thể bị phạt giam tù lên tới 5 năm vì vi phạm pháp luật bảo vệ động vật tại Đài Loan. Còn hai lao động khác
cũng liên quan đến cái việc thì chó này là hai người ăn ấy, thì cũng có thể bị phạt lên tới khoảng 40 triệu tiền Việt Nam. Thì ở Đài Loan, chó là được yêu là một loại động vật được rất yêu quý và trung thành, cấm giết thịt, nên cái việc là cặp vợ chồng nhà này đã làm thịt một lúc hai con như thế này thì đây là một cái giá rất là đắt đối với những cái người này. Cảnh sát đã lập tức bắt nhỏ bắt giữ luôn cái nhóm đối tượng này và đang bị giữ tại trại giam. Thì theo điều tra của cảnh sát cho biết thì hai chú chó bị làm thịt này thì trong đó ấy, thì có một chú tên là Mickey của cái nhà bà hàng xóm kế cận của nhà đình hai người này, và chính là cái người đã tố giác cái việc là bữa tiệc sinh nhật của hai người này trong bữa tiệc có thịt chó, bởi vì bà ta nghi ngờ rằng là con chó của nhà bà ta đã nằm trong bữa sinh nhật đó. Thì cái việc đó là được chứng kiến là có thật trong bữa sinh nhật đó, thì con chó của nhà bà hàng xóm thì cũng đã được lên thớt. Bởi vì cảnh sát quan chức bảo vệ động vật địa phương ấy, cũng đã đến hiện trường sau khi nhận được cái thông tin từ sự việc này. Họ đã tiến hành bắt giữ nghi phạm, cảnh sát cũng tịch thu số thịt chó sống còn lại. Thì Nam và Tuyên đã nhận tội, trong khi hai người tham gia ăn thịt chó này có thể bị phạt đến tới 50.000 đài tệ. Bằng 50.000 đài tệ này thì chắc cũng khoảng tầm 40 triệu tiền Việt. Tổng số tiền mà bị nhóm này bị phạt lên tới khoảng 1 triệu tiền đài tệ. Và 1 triệu tiền đài tệ thì mọi người biết rằng thì nó rơi vào tầm khoảng gần 800 triệu tiền Việt. Thì bốn người Việt trên đã vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật tại Đài Loan. Dù các môi giới thì cũng đã nói trước với lao động là khi đã thông báo với họ rằng trước khi đến với Đài Loan là tuyệt đối không được động vào những cái động vật hoang dã, cụ thể là chó mèo hay chim chóc. Nhưng mà cái việc là nhóm người này đã không làm được cái việc đó, đã tiến hành cái việc ăn thịt chó, thì lúc này thì nhóm người này phải trả cái giá cực kỳ đắt. Bởi vì luật bảo vệ động vật tại Đài Loan được sửa đổi vào những năm 2018 nghiêm cấm về cái việc giết hại động vật và ăn thịt chó mèo, cũng như tăng cường cái mức phạt đối với những trường hợp vi phạm. Thì như mọi người biết rằng thì tất cả những ai mà đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan ấy, thì hẳn rằng là mọi người cũng đã biết được những cái việc đó, nên chúng ta là hạn chế trong cái việc là không nên ngược đãi động vật nhá, chứ đừng nói đến ăn. Còn ăn thì tuyệt đối không được ăn, thậm chí ra đường mà cầm gậy đuổi chó mèo thôi, bị người dân Đài Loan người ta phát hiện, người ta báo cảnh sát thôi, thì chúng ta cũng đã phạm tội rồi, chứ đừng nói đến cái việc là ăn. Thì trong trường hợp này thì cặp vợ chồng nhà kia đã làm thịt lúc hai con liền, thì mình nghĩ rằng là cái tội sẽ rất là nặng. Bởi vì cách đây không lâu, năm 2019 ấy, thì ở tại Đài Trung ấy, thì cũng có một nhóm lao động và cũng tổ chức thịt và ăn thịt chó, thì người dân người ta phát hiện và người ta cũng đã báo cảnh sát. Thì nhóm người này cũng đã bị phạt cái số tiền lên tới trên dưới 1 tỷ Việt Nam đồng. Vâng, thì mọi người biết rằng chỉ ngồi ăn thôi, là một người tham gia ngồi ăn cũng đã phải mất số tiền lên tới 40 triệu đồng. Còn đối với những người mà trực tiếp làm thịt thì phải mất số tiền rất là nhiều, và còn bị ngồi tù lên tới 5 năm, sau đó thì đuổi về nước. Đấy là cái việc là nó rất là tội lỗi, bởi vì tại Đài Loan thì họ rất là quý chó. Thế nên là mong rằng anh chị đến với Đài Loan làm việc một thời gian rất là ngắn, thì mọi người cũng cố gắng cái việc là chúng ta không nên làm những cái việc mà phía pháp luật của Đài Loan họ cấm. Bởi vì ở tại Việt Nam thì chúng ta có thể thoải mái ăn, nhưng mà đến với Đài Loan này thì nếu mà chúng ta ăn mà không biết che mồm che mũi mà bị người đàn dân người ta phát hiện ấy, thì rất dân là cái việc là anh chị sẽ phải trả cái giá cực kỳ nặng. Bởi vì lúc trước ấy, thì đã rất nhiều các anh các chị là sau khi mà chúng ta bắt được chó làm thịt thì lại còn đăng đàn khoe lên các trang mạng xã hội, và cái kết thì lúc này thì trên các trang mạng xã hội thì cái lượng trinh sát thông tin ấy, họ cũng đã rất là nhiều. Chỉ cần đăng lên một cái thôi, họ đã truy cập được ngay cái ID đó đang ở khu vực nào, và cái việc bắt được các người này chỉ trong nốt nhạc thôi. Bởi vì những cái vụ việc mà liên quan đến ăn thịt chó bị phạt thì đã rất nhiều, nhưng mà vừa rồi thì mình đã cập nhật được cái thông tin đến liên quan đến cái vụ là một nhóm thanh niên người Việt Nam ngày nghỉ đã ra đồng bắt ốc, và cái kết cũng đã bị phạt rất là nhiều tiền và bị đuổi về nước. Thì trong cái vụ việc mà bắt ốc này bị phạt thì mình cũng thấy nó có gì đó nó hơi bị vô lý. Bởi vì mọi người biết rằng thì cái con ốc bưu vàng ấy, rất nhiều người dân Đài đây người ta đã phải thuê những anh em lao động ngày nghỉ đem nhặt những con ốc đó ném xuống suối. Họ bên này họ không đập chết mọi người ạ, họ bảo nhặt vào cái xô á, xong đổ xuống suối để cho nó đi. Đấy, thì mọi người biết rằng cái động vật ở bên này họ rất ít khi sát hại, trừ những cái con vật mà nó gây nguy hại thôi. Thì đến vụ liên quan đến cái vụ bắt ốc đó thì một cái nhóm bạn này vào ngày nghỉ cũng đã đi bắt ốc ở trong ruộng lúa, thì không hiểu sao mà cái ông chủ ruộng lúa đó thì ông này ông lại dở hơi. Đấy, sau khi là các bạn này cũng đã ăn đi bắt ốc đó về ăn và cũng đăng lên trang mạng xã hội, thì cái ông đúng cùng lúc là cái ông kia ông lại tố giác cái việc là có một nhóm lao động người nước ngoài bắt ốc trong ruộng lúa nhà ông ấy. Thì cái việc là cảnh sát họ đã kết hợp giữa cái việc là một bên tố cáo và một bên thì đăng đàn, là họ đã tìm được ra ID của những cái bạn này và lập tức cho bắt. Thì sau khi đó thì các bạn này cũng đã khai trùng khớp với cái địa chỉ mà cái ông kia ông báo rằng là ruộng lúa nhà ông bị mất ốc,
Đấy thì sau khi nhóm bạn này cũng có thể sẽ bị phạt và có nguy cơ bị về nước rất là cao. Đối với Đài Loan này đã là lao động sang Đài Loan làm việc mà bị tố về cái tội ăn trộm ấy, thì xác định là về nước ngay. Thậm chí còn nếu mà gây ra thiệt hại thì chúng ta sẽ phải nộp phạt. Nên là anh chị đến Đài Loan cũng cân nhắc cái việc là tránh chưa nhất những cái trường hợp là đụng chạm đến đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý. Một cái cành rau mùi thôi cũng có thể bị về nước. Đấy. Thế nên là mọi người cân nhắc chứ chưa nói gì đến một cái con vật. Cũng đã rất nhiều người đã ôm chó mèo của nhà hàng xóm, bởi vì mọi người biết rằng thì chó hoang mèo hoang bên này nó rất là nhiều. Rất nhiều anh chị sang đây để du lịch, khi mà chúng ta đi du lịch gặp rất nhiều chó mèo hoang ngoài đường, bạn đã ồ lên mà sao sao rằng là tại sao mà bên này lại lành như vậy, người Việt Nam mình nhiều như vậy, tại sao không bắt nó mà thịt. Vâng, thưa với các anh chị rằng bắt nó để mà thịt thì phải trả cái giá cực kỳ đắt. Nếu mà anh chị trực tiếp xuống tay thịt thì có thể bị phạt cái số tiền rất là nhiều. Chỉ là cái người ngồi ăn không đã bị phạt đến tới 40 triệu đồng rồi. Còn chưa nói đến cái người mà trực tiếp bắt để thịt. Thế nên là tất cả những anh em nào đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan thì người ta đã biết được cái vụ việc đó và không ai dám làm cả. Mặc dù là chó hoang mèo hoang bên này mình phải nói mọi người rằng cực kỳ nhiều chim. Đó, chó hoang bên này thì ở đường đi nhăn nhản luôn. Ở khu nào cũng có, trong thành phố cũng có. Mà nhất ở những cái khu ngoài dân ấy, thì cực kỳ đông luôn. Chỗ nhà mình đây thì cực kỳ nhiều luôn chứ không phải là đông luôn. Bởi vì cái lượng chó hoang ngày càng nhiều thì lại có một số cái mạnh thường quân, khi người ta có của ăn của để thì người ta lại bố thí cho những cái đàn chó đó bằng những cái tải cám. Bởi vì người ta sẽ chọn những cái khu vực cao giáo, hoặc là người ta có thể làm ra những cái nhà tôn nhỏ nhỏ. Xong đấy thì người ta sẽ để ra những cái bãi đất hoang đó và người ta đổ cám vào đó cho chó ăn, người ta nuôi chó hoang trong đó. Hay là những chiếc ô tô cũ chẳng hạn, người ta cũng đã để cám vào trong đó để nuôi những cái đàn chó hoang đó. Thì mọi người biết rằng thì chó Đài Loan họ quý, còn thậm chí còn hơn cả lao động sang đây làm việc. Thế nên là cái việc là lúc này mà chúng ta vô tình hay cố ý bắt một con chó về làm thịt mà bị phía người dân người ta phát hiện ra thì cái kết bạn nhận được là cực kỳ đắng. Trước tiên ấy là có thể bị phạt tiền, không phải là phạt tiền mà phạt rất là nhiều tiền. Sau đó có thể ngồi tù nhiều nhất lên tới 5 năm và cái kết là bị đuổi về nước. Thì như mọi người biết rằng thì lúc trước ấy, thì những lao động sang Đài Loan làm việc thì cũng đã bắt rất là nhiều chó mèo. Nhưng mà cái tội là các anh chị ăn xong không biết chùi mép lại đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích. Thì những năm gần đây ấy, thì cái việc đăng lên mạng xã hội thì gần như không có. Nhưng mà các anh chị vẫn âm thầm, có thể nói là vẫn âm thầm để bắt chó mèo để thịt. Và cũng đã bị người vô tình, bị người dân Đài Loan người ta phát hiện. Mình chỉ cần cầm cái gậy mình đuổi con chó của Đài Loan này thôi, bị người dân người ta phát hiện, người ta đã báo cảnh sát rồi. Còn cái việc mà để mà biết được là người lao động sang đây ăn thịt chó thì nhiều người người ta ngồi tiếc thương con chó của người ta lắm. Người ta khóc ròng cả mấy ngày rồi. Và những cái thông tin lúc trước mình còn biết được rằng là một nhóm lao động người Việt Nam ăn thịt chó và sau khi đó thì đã bị chính chủ của con chó đó bắt lập đàn để tế chó. Vâng, chắc hẳn rằng là mọi người nói ra thì nhiều người có nói rằng lại bảo là mình bốc phét câu view, nhưng mà đây là một cái thực tế. Đã rất nhiều những anh chị nào mà sinh sống làm việc tại Đài Loan ấy thì mọi người cũng đã có thể được nghe cái tin đó, bởi vì người Đài Loan này người ta cũng nói rằng là có những cái trường hợp mà gặp phải chủ nó khó tính, khi bạn bắt chó cho người ta để làm thịt nó sẽ bắt bạn tế sống chó mấy ngày rời, bạn cứ quỳ ở đó mà làm lễ con chó ấy. Chứ không phải là đơn giản, thậm chí bố mẹ nó chết nó không bắt quỳ sống như thế, nhưng mà con chó nhà nó mà các bạn bắt về làm thịt nó sẽ bắt các bạn làm cái việc đó. Các bạn không làm không thể được, bởi vì đang sinh sống và làm việc tại đây thì bạn phải tuân theo cái pháp luật bên này. Thế nên là mọi người cũng nên cân nhắc cái việc là những cái động vật hoang dã tại Đài Loan, chó mèo chim chóc bên này cũng rất là nhiều, cu gáy hoặc chim sáo ở tràn lan luôn, đi thậm chí nó chỉ nhảy đằng trước mặt mình có 2-3 bước thôi nhưng cũng không ai dám bắt nó cả. Thì mọi người biết rằng thì đó, những anh chị em nào đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan thì mọi người cũng đã biết được cái cảnh đó. Sang bên này thì đúng gần như là đất lành chim đậu, chim nhiều, chó mèo rất là nhiều, nhưng mà chẳng ai bắt cả, không dám bắt chứ không phải là không ai bắt. Bởi vì nếu bắt mà không ai bị phát hiện thì cái giá là cực kỳ đắt cho những cái nhóm người mà mình đã nêu cụ thể ở bên trên. Bởi vì nếu bạn làm thịt một con chó thì có lẽ rằng là cái số tiền bị phạt đó thì bạn về Việt Nam thì bạn có thể dùng cái số tiền đó mua được cả một đống chó để mời cả xã ai ăn, chứ không phải là một cái làng nhà bạn ăn. Thế nên là đã rất nhiều người sang đây mặc dù là rất là thèm, bởi vì theo cái bản tính tập quán của Việt Nam thì chúng ta ăn thịt chó, sang đây thì chúng ta lâu không được ăn, nhìn thấy những con chó hoang nó chạy ngoài đường thì chúng ta rất muốn một ý định gì đó, nhưng sau đó chúng ta cũng phải nghĩ lại cái khoản tiền bị nộp phạt nếu như bị người dân phát hiện. Bởi vì nhiều khi mình đã biết một cái thông tin, một cái vụ việc đó là một thanh niên chó khi nó chạy long quang ngoài đường buổi đêm ban đêm thì đã bị một chiếc ô tô họ tông dính, và con chó này thì cũng đã ra đi rồi. Con chó này đã ra đi rồi, nằm ở rễ đường. Nhưng mà một hai thanh niên này là đi chơi về và đã vô tình nhìn thấy, xuống thấy thì bị chó tông và đã xách lên để mang về để làm thịt. Nhưng sau đó thì đã qua camera giám sát của những cái nhà ngoài đường, người dân người ta phát hiện ra, người ta đã báo cảnh sát.
Đấy, người ta đã báo cảnh sát và cảnh sát đến thì các bạn này cũng đã trình tự nói rằng là con chó này á, là bị xe nó tông dính, các bạn này mang về làm thịt. Nhưng mà cảnh sát Đài Loan họ cũng đã phân tích rất rõ ràng là tuyệt đối không được, và các bạn này sẽ cũng đã phải chấp nhận cái việc là phải nộp phạt. Đấy, mọi người biết rằng thì chỉ là nhặt một cái con chó chết ở ngoài đường thôi, về làm thịt mà chúng ta còn bị phạt tiền như vậy. Bởi vì đến với Đài Loan này á, thì nó không như Việt Nam. Việt Nam mình thì cái lượng camera còn rất ít, nhưng mà những anh chị em nào đang sinh sống làm việc tại hòn đảo Ngọc này thì chúng ta biết rằng thì cái lượng camera bên này nó cực kỳ nhiều. Thế nên là cái việc mà chúng ta không thể qua mắt họ được, đúng không? Đi đến đâu cũng có cam, ra khỏi cửa hay là dính cam ngay rồi. Nên cái việc là các anh các chị đi đâu hay làm việc gì cũng chẳng có lý nào mà cãi được. Họ chỉ cần xem lại camera cái thì mọi người khỏi cãi luôn. Thế nên là cái việc sang đây, tại sao mà cái lượng tội phạm ở bên này nó rất là hạn chế. Mình phải nói rằng là sang cái đất nước Đài này cực kỳ hạn chế tội phạm trộm cắp rất là ít, mà chỉ đa phần là những cái người Việt Nam ăn trộm cắp lẫn của nhau. Mấy ngày gần đây thì cái việc là cái tệ nạn là ăn trộm cắp bình xe máy điện, xe đạp điện là rất là nhiều, mà chỉ là người Việt Nam. Thực ra người Đài họ rất ít, bởi vì họ biết họ đang sống làm việc theo pháp luật của tại Đài Loan nó rất là nghiêm khắc, nên là họ rất là sợ. Nó không như mấy cái anh chị em người Việt Nam sang đến bên này thì họ gần như kiểu là cứ mạnh ai người làm vậy, trộm cắp thì vẫn như bình thường. Đấy, đã gần đây thì rất nhiều những cái vụ mà anh chị em kêu là mất bình xe quy ấy, mất rất nhiều, mà thậm chí soi ra cam thì toàn là người Việt Nam với nhau thôi. Thế nên là cái việc là khi anh chị em nào mà có hướng muốn sang Đài Loan làm việc thì mọi người cũng nên tìm hiểu rõ những cái quy định tại Đài Loan họ cho và không cho phép, để tránh cái tình trạng là tiền mất tật mang. Mình vẫn muốn nói mọi người rằng là hãy tuân thủ cái pháp luật tại nước sở tại, chúng ta hãy tìm hiểu cho kỹ chúng ta được và mất cái gì tại nước sở tại, để tránh cái tình trạng là như những cái người sang đây mặc dù họ không biết rằng họ vô tình hay họ cố ý, nhưng họ sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt nếu như chúng ta làm ra những cái việc mà pháp luật tại Đài Loan họ quy định là không được phép làm. Thì mọi người chắc chắn rằng là cái việc đó thì chỉ có pháp luật thì họ mới mới trả lời được các bạn. Và sau khi cái phi việc đó thì được chia sẻ lên các trang mạng xã hội thì mọi người sẽ biết được và tránh xa, để chúng ta tránh cái tình trạng là tiền mất rồi sẽ và tật sẽ ôm vào người. Bởi vì đến với Đài Loan này thì nó cũng khá nhiều cái luật nó khắt khe hơn so với Việt Nam. Đấy, thế nên là cái việc là anh chị em nào mà có cái hướng sang Đài Loan làm việc hay là du học sinh thì mọi người hãy tìm hiểu kỹ để không rơi vào cái tình trạng là bị mất tiền oan. Mà đã rất là nhiều người cũng đã sang đến bên này rồi, nhưng mà chỉ một chút nông nổi thôi thì mọi người cũng đã bị mất tiền oan và sẽ bị được về quê sớm. Đấy, thế nên là mình biết được cái phi vụ gì, mình sẽ cập nhật để cho mọi người có thể biết được và rút kinh nghiệm, có thể chia sẻ đến người thân bạn bè của mình, để những anh chị em nào có hướng sang bên này để chúng ta tránh được những việc đó. Bởi vì đã khá nhiều người đều cho rằng là họ không biết trước khi sang đây, thì cái đấy thì thực ra thì mình không rõ được họ vô tình hay cố ý, nhưng mà sau khi mà đã bị phía pháp luật của Đài Loan họ vào cuộc thì lúc này thì họ cũng đã quá thấm rồi. Nhưng mà cái việc đã thấm thì nó lại là rất muộn. Thế nên làm việc là anh chị em nào tương tác với kênh của mình thì cũng đã biết thêm được một số cái quy định và tại Đài Loan để mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Anh chị em nào mà thấy hay thì hãy cho mình một cái chia sẻ để cho nhiều người được biết nhé. Video này thì chắc mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa rồi. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ hãy cho mình một cái chia sẻ và nhớ ấn vào nút đăng ký để được theo dõi những cái thông tin mới nhất của bên mình nhé. Vâng, mình xin gửi lời chào tất cả mọi người.